Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Khó lường thùng thuốc súng Trung Đông. Vụ lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran hôm ngày 31 tháng 7, một lần nữa thổi bùng căng thẳng vốn dị âm ỉ giữa Iran và Israel. Giờ đây, thế giới đang hồi hộp dõi theo nhất cử nhất động của các bên liên quan tại Trung Đông với lo ngại vòng xoáy căng thẳng Iran-Israel sẽ lan rộng thành cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực. Ngay sau vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả đũa Israel, trong khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng sự trả đũa đẫm máu cho vụ ám sát là chắc chắn. Iran, Hamas cáo buộc Israel đứng đằng sau cái chết của lãnh đạo Hamas. Cho đến nay, Israel chưa thừa nhận hoặc phủ nhận việc ám sát ông Haniyeh. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi tại Tehran hồi cuối tuần qua, Tổng thống Iran Masao Zebeskin nói rằng vụ ám sát ông Haniyeh là một sai lầm lớn của chế độ Do Thái, Israel và không thể không đáp trả. Tại cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ở Tehran hôm ngày 5 tháng 8, ông Bazeri Khani cáo buộc Israel đang phá hủy hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế bằng cách ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas. Theo hãng thông tấn IRNA, ông Bazeri Khani cũng lưu ý rằng việc Israel ám sát ông Haniyeh ngay tại Iran thực sự là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia của Iran một cách phi lý và phi pháp. Hành động khủng bố này do bản chất và hậu quả của nó không khác gì hành vi sử dụng vũ lực bất hợp pháp. Và rõ ràng là hành vi xâm lược như vậy không thể không bị đáp trả, và Cộng hòa Hồi giáo được phép và có quyền đáp trả để bảo vệ lợi ích toàn vẹn lãnh thổ và quyền chủ quyền của mình. Và phản ứng của chúng tôi sẽ là chắc chắn và quyết đoán, quyền Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh. Trước đó, tờ Wall Street Journal ngày 4 tháng 8 đưa tin Iran đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ và các nước Ả Rập nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng Tehran quyết tâm đáp trả Israel và không quan tâm nếu phản ứng đó gây ra chiến tranh. Theo Jerusalem Post, nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary đã gửi điện cho người đồng cấp Israel, ông Israel Katz, để nói rằng ông đã được quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bazeri Khani thông báo rằng Tehran đã quyết định tấn công Israel. Iran đã thông báo với chúng tôi rằng họ có ý định tấn công Israel. Thế giới cần phải khiến Iran trả giá cho bất kỳ hành động hung hăng nào mà họ thực hiện. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz xác nhận. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của vụ ám sát ông Haniyeh là kéo dài cuộc chiến ở Gaza và mở rộng phạm vi của nó. Nó sẽ có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt hành động gây hấn và rút quân đội Israel khỏi Gaza. Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas nói với hãng thông tấn RIA của Nga. Về phía Israel, nước này đang chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Iran và những lực lượng ủy nhiệm rằng Israel quyết tâm chống lại họ trên mọi mặt trận và trong mọi đấu trường, theo đài CNN. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết, Tel Aviv đã chuẩn bị rất mạnh mẽ và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran. Chúng tôi đã chuẩn bị rất mạnh mẽ về phòng thủ cả trên bộ và trên không. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng triển khai tấn công hoặc đáp trả. Kẻ thù sẽ phải trả giá nếu dám tấn công chúng ta, ông Golan nói. Thậm chí, cơ quan an ninh Israel, Shin Bet, đã chuẩn bị một hầm trú ẩn bên dưới thành phố Jerusalem để các nhà lãnh đạo Israel có thể ở lại thời gian dài trong trường hợp xảy ra cuộc chiến toàn diện. Ngày 5 tháng 8, kênh 13 Israel đưa tin các sĩ quan cấp cao của lực lượng phòng vệ Israel đã đề xuất lên Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng Israel rằng nước này không nên chờ đợi một cuộc tấn công từ Hezbollah, Lebanon, mà nên bắt đầu một cuộc tấn công phủ đầu. Chúng tôi phải làm suy yếu nhận thức của kẻ thù rằng chúng ta đang chờ đợi động thái của chúng. Bất luận thế nào, khả năng leo thang ở mặt trận phía Bắc cũng đang gia tăng, theo các sĩ quan cấp cao này. Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra bình luận và người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel không bình luận về các cuộc thảo luận được phân loại tuyệt mật. Trung Đông nín thở trước căng thẳng Iran-Israel. Theo CNN, những diễn biến trong tuần này trong căng thẳng giữa Iran và Israel có thể quyết định tiến trình của cuộc chiến ở Gaza và chuyển hướng đáng kể trọng tâm khỏi vùng đất này nếu hành động trả đũa của Iran leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn liên quan Mỹ và những nước khác. Sự leo thang như vậy cũng có thể gây nguy hiểm cho các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và giải cứu con tin. Bất chấp những tiến triển gần đây trong các cuộc đàm phán, Iran và Israel đã có màn ăn miếng trả miếng trực diện vào tháng 4
sau cuộc chiến trong bóng tối kéo dài nhiều thập niên, trong đó hai bên tránh tấn công lãnh thổ của nhau. Iran đã phóng khoảng 300 máy bay không người lái UAV và tên lửa vào Israel vào ngày 13 tháng 4 để đáp trả vụ đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích. Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công hạn chế vào Iran. Màn ăn miếng trả miếng đã được Iran và Israel kiềm chế vào thời điểm đó. Tuy nhiên, lần này, tình hình trở nên căng thẳng và khó lường. Cả Mỹ và Israel được cho là chưa chắc chắn về mức độ hành động từ phía Iran. Dù vậy, giới quan sát nhận định cả Iran và Israel đều mong muốn né tránh một cuộc chiến tranh toàn diện vì lo ngại sự tàn phá mà nó có thể gây ra cho cả hai nước. Trả lời phỏng vấn tờ Iran International ngày 5 tháng 8, cựu giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA David Petraeus cho rằng Iran sẽ phải phản ứng vì vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát tại Tehran là một đòn giáng mạnh vào danh dự của Iran. Đây là một thất bại tình báo lớn và là một thất bại an ninh. Nhưng tôi không nghĩ rằng Iran muốn tham gia một cuộc chiến tranh trực tiếp qua lại thực sự với Israel. Và thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng Israel muốn tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện thực sự với Hezbollah hoặc với Iran. Tôi không nghĩ rằng họ muốn tham gia vào cuộc chiến này với nhau bởi vì thiệt hại cho cả hai bên sẽ rất lớn, ông Petraeus nói. Đầu tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani cũng đã nói rằng Tehran không muốn leo thang căng thẳng trong khu vực, nhưng tin rằng cần phải trừng phạt Israel để ngăn chặn tình trạng bất ổn hơn nữa. Iran muốn thiết lập sự ổn định trong khu vực, nhưng điều này chỉ có thể đạt được bằng cách trừng phạt kẻ xâm lược và tạo ra sự răn đe đối với chủ nghĩa phiêu lưu của chế độ Do Thái, ông Kanaani nói. Có tin Iran đã báo Israel rằng sẽ tấn công. Tờ Jerusalem Post ngày 5 tháng 8 đưa tin rằng Iran đã quyết định tấn công Israel và đã chuyển thông điệp này tới Israel thông qua Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjártó. Theo Jerusalem Post, nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary đã gọi điện cho người đồng cấp Israel, ông Israel Katz, nói rằng ông đã được quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagherikani thông báo điều này. Iran đã thông báo với chúng tôi rằng họ có ý định tấn công Israel. Thế giới cần phải khiến Iran trả giá cho bất kỳ hành động hung hăng nào mà họ thực hiện, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz xác nhận. Tại cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ở Tehran vào hôm 5 tháng 8, ông Bagherikani cáo buộc Israel đang phá hủy hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế bằng cách ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas, theo hãng thông tấn Idina. Ông Bagherikani cũng lưu ý rằng việc Israel ám sát ông Haniyeh ngay tại Iran thực sự được coi là hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia của Iran một cách phi lý và phi pháp. Hành động khủng bố này, do bản chất và hậu quả của nó, không khác gì hành vi sử dụng vũ lực bất hợp pháp, và rõ ràng là hành vi xâm lược như vậy không thể không bị đáp trả, và Cộng hòa Hồi giáo được phép và có quyền đáp trả để bảo vệ lợi ích, toàn vẹn lãnh thổ và quyền chủ quyền của mình. Và phản ứng của chúng tôi sẽ là chắc chắn và quyết đoán, quyền Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh. Liên quan vụ việc, tại Mỹ ngày 5 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia tại phòng tình huống của Nhà Trắng trước nguy cơ Iran sẽ tấn công Israel. Viết trên mạng xã hội X, ông Biden cho biết ông và Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được thông tin cập nhật về các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực và các biện pháp chuẩn bị hỗ trợ Israel nếu nước này bị tấn công lần nữa. Chúng tôi cũng thảo luận về các bước chúng tôi đang thực hiện để bảo vệ lực lượng của mình và ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nhân viên của chúng tôi theo cách thức và địa điểm do chúng tôi lựa chọn. Ông Biden cho hay, trong khi đó, trong buổi phát trực tiếp từ dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông nghe nói sẽ có một cuộc tấn công vào Israel vào tối 5 tháng 8, tức sáng 6 tháng 8 giờ Việt Nam, theo Jerusalem Post. Tôi nghe nói rằng sẽ có một cuộc tấn công của Iran và Israel. Họ, tức Israel, sẽ bị tấn công vào đêm nay, ông Trump nói. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh rằng ông không có bất kỳ thông tin mật nào về một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Nếu tôi là tổng thống, sẽ chẳng có ai nói về điều đó cả, vì nó sẽ không bao giờ xảy ra, ông Trump nói thêm. Trước đó, ba nguồn tin nói với hãng tin Axios vào hôm 4 tháng 8 rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với những người đồng cấp trong nhóm G7 rằng một cuộc tấn công của Iran và Hezbollah chống lại Israel có thể xảy ra trong vòng 24 giờ đến 48 giờ tới. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Iran và lực lượng Hezbollah Lebanon sau vụ lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Suud bị ám sát.
Iran, Hamas cáo buộc Israel đứng đằng sau cái chết của lãnh đạo Hamas. Cho đến nay, Israel chưa thừa nhận hoặc phủ nhận việc ám sát ông Haniyeh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!